truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Này các em, chỉ còn 6 ngày nữa thôi là sẽ đến kỳ nghỉ đấy. Năm nay bạn em rủ đi Campuchia đi tắm biển. Nhưng ở đó thì có biển gì vậy chị nhỉ? Campuchia? Ở Campuchia. À, Campuchia có biển hồ. Biển hồ à? Ừ. Đúng rồi, thế mà em không nghĩ ra. Vậy trưa nay mình đi mua bikini đi. Chị sẽ chọn giúp em, bảo đảm sẽ làm lé mắt mọi ánh nhìn trên biển. Nè 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 mấy cô, không cần phải mua bikini mới đâu. Những ánh mắt ở biển hồ sẽ theo sát các cô, nhưng mà là những ánh mắt sợ hãi. Kem chống lão hóa. Chị ơi, của chị ạ. Cái gì vậy? Kem chống lão hóa. Trời ơi, cái cô này cô bị điên hả? Tôi về mà phải dùng kem chống lão hóa hả? Tôi đâu phải bà ngoại cô. Em cái gì? Ai bày ra trò này phải không? Tính đem tôi la làm trò đùa phải không? Không phải. Thôi mấy cô rảnh rỗi quá, ngàn cư vi bất thiện, đi vô dẹp kho tài liệu cho tôi. Dạ vâng ạ. Thơm quá. Kem chống lão hóa. Ủa, hũ kem này của chị hả? Không, chắc là của ai đó để quên ấy mà, không phải của chị. Ê, đồ xịn nha, mà tầm tuổi chị xài là đúng rồi, da mặt dễ lão quá lắm. Đã bảo là không phải của tôi mà lại bực mình quá đi. Tôi với cô á, chưa biết ai cần dùng hơn ai đâu. Trời ơi, của mình thì nói của mình đại đi, bà đặt ngượng nữa. Đâu, để coi có bằng mình không. Ủa? Đưa lên bảng thông tin rồi mà, sao không thấy ai nhận vậy? Cái này chắc của khách hàng quá. Thôi còn mới quá, ai xài được đem về xài đi. Vậy thì cô hay là Khánh Thi mang về dùng đi. Tôi chưa đến lúc phải dùng thứ này đâu. Tự tin quá, tôi nghĩ cô là người thích hợp nhất đó. Tại vì da cô dạo này xuống dốc thê thảm lắm. Này, xin lỗi cơ, nhìn lại mặt hàng đi. Còn lâu đây mới phải cậy nhờ đến cái thứ đồ níu kéo tuổi xuân thế này nhá. Khánh Thi mang về đi. Em hả? Chục năm nữa chị ơi, da em còn căng hồng vậy mà. Trời ơi, sao mấy cô cứ phải đùn đẩy, không có xài thì mình dục đi. Đúng đấy, bỏ đi đi. Úi dồi ôi. Cái gì đấy? Đây rồi. Rồi tìm mãi. Quá là của chị hả? Làm mọi người đoán già đón đâu nãy giờ. Vậy mà mình nghĩ không có ra. Cái gì? Đúng đấy, ngoài người ông ra thì còn có ai cần dùng cái kem chống lão hóa này đâu. Kem chống lão hóa? Không phải đâu. Chứ gì? Cái này xin mãi lập trình mới cho chị đấy. Nhưng mà nó là cái gì? Cái này á? Thuốc chị ghẻ con mèo nhà chị ấy mà. Lúc đó nhá, anh mới lao ra, đỡ được thằng bé ngay cạnh miệng hô vôi. Em có biết thủ môn đội tuyển Pháp không? Không biết. Không biết không sao, ba thét ấy. Đỡ được thằng bé, cứu được thằng bé 3 tuổi. Bà mẹ nó nhá, cứ bắt nó gọi anh là bố nuôi. Nhưng mà sao anh hay gặp những chuyện kỳ lạ quá à? Những chuyện này em chưa bao giờ gặp hết á. Ê, chuyện đấy là chuyện bình thường. Anh nhớ có một hôm trời mưa, anh đang đi ở đường quốc lộ thì gặp một bà già. Trượt chân một cái thì cái xe tải lao đến. Trời ơi, lúc đó mà có cái ô anh kịp. Người ta đi lâu rồi, chỉ được cái tải đó lao. Này, gì? Sao nó cứ tuôn ra khỏi mồm không dừng được. Thần khẩu hại sát phàm đấy. Đừng để một ngày nào đó ha, rồi cậu sẽ khốn khổ vì cái thói bao qua của mình. Này, thằng này lúc nào cũng kiểm soát được bản thân nhé. Cậu đừng có khinh thường bạn bè. Anh Hoàng, anh có đi ngắm san hô ở Cù Lao Chàm trong chuyến du lịch tới không? Trời, còn gì tuyệt vời hơn là lặn ngụp dưới lòng biển xanh, được ngắm những dải san hô đủ màu sắc. Anh nhớ cái lần gần đây nhất anh đi biển, anh lặn, anh bắt được 3 con cá ngựa. Vậy hả? Nhưng mà em đâu biết lặn đâu. Với lại người ta cho mặc áo phao, rồi cúi mặt xuống nước nhìn san hô thôi à. Ôi trời ơi, đấy không phải là lặn, đấy là rửa mặt. Chứ là rửa mặt. Lặn ý, nó phải là em phải đắm mình trong biển khơi. Em phải khám phá biển bằng toàn bộ cơ thể em. Anh Hà, hay là anh dạy em học lặn đi. Trời quá được. Tụi mình sẽ có những thời gian thật là tuyệt vời.
nghĩ cách nào giúp tôi một cái. Tôi thậm chí không bơi qua nổi chiều ngang bể bơi của bọn trẻ con thì làm sao mà dạy lặn được chứ. Tôi đã biết trước thế nào cũng xảy ra chuyện này. Nhân bảo như thần bảo, bây giờ ông bắt đầu ông chuốc quả vào thân ông rồi đấy. Trời ơi, Phương Nguyên lại còn gọi điện thuê hai bộ đồ lặn chuyên nghiệp bắt tôi dạy. Dạy làm sao bây giờ? Giúp tôi đi. Giúp cách nào hả? À, thu nhận hết cho cô ấy đi. Dạ. Còn không là ông sẽ mất xác ngoài biển khơi đây. Thế thì mất mặt lắm. Mất mặt còn hơn mất xác. Gì nữa đây? Có cách rồi. Anh nói thật, nguy hiểm lắm đó. Em từ bỏ ý định của mình đi. Ủa sao vậy anh? Đâu có gì đáng sợ đâu, anh là anh giỏi lắm. Anh y chang như là thợ lặn chuyên nghiệp vậy đó. Thì biết vậy rồi, nhưng mà có những cái thứ nguy hiểm nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, hiểu không? Với lại bộ môn lặn là một bộ môn thể thao nguy hiểm nhất thế giới, có thống kê đàng hoàng. Ủa vậy anh? Chứ sao? Đó là chưa kể, nè, em có bị dị ứng với lại cao su không? Khi em mặc bộ đồ lặn vô mà bộ đồ lặn là bằng cao su nha, rồi tự nhiên cơ thể mình nó sưng lên, nó phồng lên, nó cái bụp. Trời đất ơi. Thôi, Quỳnh ơi. Ông đừng nói nữa, ông làm nàng sợ. Mà tôi thì lại muốn đi lặn cùng với nàng. Nói thế nàng sợ. Anh Hằng ơi, hình như em cũng sợ nước lắm. Vậy hả? Chắc em không học nữa đâu. Đúng, lặn rất là nguy hiểm. Thà là mình đi nhảy dù còn hơn. Đúng rồi. Này, nhảy dù lại là một môn sở trường của anh. Em có cái cảm giác mình nhảy dù, mình bay lượn trên bầu trời như một con chim đại bàng. Anh sẽ dạy em nhảy dù. Hay đấy. Ôi trời ơi, đây là kết quả của buổi tập nhảy dù với lại Phương Nguyên đúng hay không? Khi rơi xuống cùng chiếc dù, nàng ôm chặt lấy tôi. Vậy à? Thế là tôi hạ cánh cùng Phương Nguyên ở trên đùi. Cho chưa, cái thói ba hoa của cậu. Có ngày cậu sẽ mất mạng mình luôn đấy. Tôi hứa là không bao giờ ba hoa nữa. Tôi cạch đến già đấy. Rồi, biết sợ là tốt rồi ha. Anh có mấy anh ơi, nhìn nè. Gì đấy? Em sẽ tham gia lớp tập ballet để giảm cân á. Ballet à? Trời, ballet, đừng nói chuyện ballet với anh. Anh đã từng quay 3 vòng bằng ngón chân cái. Anh sẽ dạy em tập ballet. Vậy là em đã có bạn diễn rồi. Anh sẽ phải bế em lên. Chào sếp. Dạ. Sếp làm có cà phê cho nó tỉnh táo nha. Sếp cái gì? Trời ơi, hôi rượu gần chết rồi. Cậu đi uống rượu ở đâu vậy? Cậu biết ở đây là ở đâu không? Đây là công ty chứ còn âu đâu nữa. Cậu còn biết đây là công ty hả? Tại sao cậu dám sàm sỡ đồng nghiệp như vậy hả? Trời, đàn ông mấy cậu mà uống vô một tí rượu thôi ha, thấy con gái là con mắt sáng còn hơn hai cái đèn xe hơi nữa. Thô bỉ quá cậu ơi. Sếp ơi nè, đàn ông phải có tí men nó mới là đàn ông. Em ra đường ấy gặp thằng bạn cũ uống vài ba chén mà. Lấy cái đàn xuống đi. Không có đàn ông là gì? Ở trong công ty thì mới cái chỗ để cậu thể hiện tính đàn ông đàn bà vậy đây. Một lần nữa tôi thấy ở trong công ty này nha, ai mà uống rượu trong giờ làm việc đừng có trách tôi nha. Mang vô toilet xả ra hết đi làm việc cho tôi. Ôi, cái gì mà lâu dữ vậy hả? Đường tắc quá. Bê từ dưới nhà tới đây mất 30 phút rồi đây này. Lẹ đi, đừng có cho lão hủ tài nhìn thấy. Này gì đấy? Làm một cuộc đi, mới cất đấy. Rồi, để từ từ. Giấu cái thùng này ở đâu? Giấu đây. Trong toilet. Này, sai làm gì vậy? Rượu. Hey, cái gì đấy? Rượu nếp cẩm hảo hạng. Trời ơi, mấy anh dám mang rượu đến công ty uống hả? Không sợ bị kỷ luật hả? Nói nhỏ thôi. Nhưng mà công ty đã cấm mang những chất có cồn đến công ty mà. Này, này, cậu có phải đàn ông? Đàn ông gì mà không một tí bia tí rượu là sao? Vậy em mới là kế toán trưởng được chứ. Luôn luôn minh mẫn và chính xác. Này, một nghiên cứu mới nhất về đàn ông. Người đàn ông hấp dẫn phụ nữ tức là phải biết uống rượu và có một tí nói dối. Đúng, đúng rồi, chính xác là như vậy. Chứ còn gì nữa? Chứ sao? Bây giờ cậu mang thùng rượu này vào cất toilet cho tôi. Chỉ tối nay thôi, cậu sẽ trở thành một người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới. Huynh, theo tôi vào trong có việc. Đi rồi, giấu cho kỹ nhé. Mình không chờ được đến tối, nôn quá. Hôm nay nhìn anh Quang lạ hơn mọi ngày nha. Lạ sao em? Thấy anh hấp dẫn hơn. Đăng Quang, bạn cần đối cái toán xong chưa, chuyển cho tôi nhanh. Sao con hôi cái mùi gì quá vậy? Đâu có sếp, em thấy anh Quang đầy mùi nam tính mà. Thiệt hả? Đăng Quang,
còn dám uống rượu ở trong công ty không hả? Sếp, em muốn trở thành một người đàn ông thật thụ. Không có đàn ông đàn bà dưới đây. Đi vô phòng giết bạn kiếm điểm cho tôi. Đi lẹ. Làm việc rồi cờ sếp. Mà sao sếp có mùi gì ghê quá à? Thế à? Mùi nam tính đó. Không biết ai để quên một cái thùng nam tính ở trong toilet. Tôi uống hết luôn. Khánh Thi. Tối nay tôi mời cô coi phim với tôi được không? Truyền thông Hoàng Gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.